Xin chào các bạn, Tử Cấm Thành thì đã rất nổi tiếng rồi. Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tuy vậy, trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, vẫn còn một quần thể cung điện nguy nga và rộng lớn hơn rất nhiều so với Tử Cấm Thành, nhưng ít được nhắc đến, đó là Cung Vị Ương. Vị Ương là cung điện lớn nhất từng được xây dựng trong lịch sử, có diện tích khoảng 4,8 km2, lớn gấp 6,7 lần kích thước của Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh. Và thậm chí thì diện tích này còn lớn hơn cả đất nước Vatican cơ. Trong lịch sử, Cung Vị Ương là một khu phức hợp cung điện được xây dựng năm 200 trước Công Nguyên theo lệnh của Hán Cao Tổ Lưu Bang dưới sự giám sát của Thừa tướng Tiêu Hà. Cung điện phục vụ như một trung tâm hành chính và là nơi ở của hoàng tộc Trung Quốc thời nhà Hán, nhà Tấn và một số triều đại khác thời kỳ Nam Bắc Triều. Tên gọi của khu phức hợp hoành tráng và đồ sộ này khá đặc biệt. Hai chữ Vị Ương được cho là bắt nguồn từ Kinh Thi, theo nghĩa đen hàm ý chỉ một thứ gì đó chưa đạt đến trung điểm của nó. Có hơn được một nửa để đi, tuy nhiên, theo một cách thông tục, nó có nghĩa là vô tận. Vị Ương thì nằm ở thành Trường An, kinh đô của nhà Hán, ngày nay là Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Từ đông sang Tây, cung điện này kéo dài khoảng 2,15 km, trong khi chiều dài từ Bắc đến Nam chừng 2,25 km, tổng diện tích lên tới 4,8 km2 như vậy. Nếu mà so sánh về diện tích thì Vị Ương có diện tích gấp gần 7 lần Tử Cấm Thành như đã nói. Nói một cách khác, cần phải có gần 7 Tử Cấm Thành mới lấp đầy được chỗ xây dựng Cung Vị Ương. Dù ngày nay đang chìm trong đống đổ nát, nhưng Vị Ương Cung từng là một trong những tổ hợp cung điện lớn nhất thế giới. Những tàn tích còn sót lại không thể cho chúng ta thấy hết được sự lộng lẫy, hùng vĩ và hào nhoáng của khu di tích cung điện nổi tiếng của triều đại nhà Hán. Tuy nhiên thời nhà Đường, cung điện này đã dần mất tầm quan trọng do các hoàng đế đã bắt đầu xây dựng các cung điện mới của họ. Nhiều người cho rằng cung điện Vị Ương nổi tiếng cũng bị tàn phá trong triều đại nhà Đường. Theo một số ghi chép, sự kiện loạn An Sử, người cầm đầu là An Lộc Sơn nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc giữa thế kỷ thứ 8 và cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào chống lại nhà Đường, được cho là nguyên nhân khiến cho cung Vị Ương bị phá hủy nặng nề và còn lại tàn tích như chúng ta thấy ngày nay. Hiện những tàn tích rộng lớn của cung Vị Ương đã trở thành một địa điểm khảo cổ. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành những cuộc khai quật và đã phát hiện một số thông tin thú vị về công trình kỳ vĩ này. Theo đó, tổ hợp của cung điện này có hình chữ nhật, được một bức tường dày khổng lồ bao quanh và có nhiều cổng ra vào. Đặc biệt, mỗi bên của các bức tường đều có một cổng chính và các cổng phụ nữa. Nền móng của cung điện này cho thấy chúng được làm từ đất nén khối. Vật liệu này không chỉ thân thiện với môi trường mà còn rất vững chắc, tạo cảm giác an toàn, chống lửa, chống mối mọt. Những kiến trúc lớn bên trong cung Vị Ương gồm có tiền điện, ôn thất điện, kim hoa điện, thừa minh điện, tiêu phòng điện, bách liên đài, thiên lộc các. Ngoài ra, các công trình thiết kế hồ và núi nhân tạo cũng rất sinh động và khác so với các triều đại trước. Tồn tại cả ngàn năm, cung Vị Ương được coi là cung điện lớn nhất và có thời gian sử dụng lâu nhất trong số các công trình kiến trúc hoàng gia trong lịch sử Trung Quốc, dù không phải lúc nào nó cũng được sử dụng với tư cách cung điện chính. Những ý tưởng về quy hoạch và kiến trúc của cung Vị Ương cũng có ảnh hưởng sâu sắc và đặt nền móng thiết kế, kiến trúc cho những cung điện được xây dựng sau đó. Sau cung Vị Ương, Trung Quốc cũng sở hữu hoàng cung khác hoành tráng không kém, gấp 4,5 lần diện tích của Cố Cung, gấp 13 lần diện tích của cung điện Louvre của Hoàng gia Pháp, đó là Đại Minh Cung ở Tây An, Trung Quốc. Đại Minh Cung không thuộc về thời nhà Minh mà là thời nhà Đường, là cung điện có quy mô lớn nhất trong số 3 tòa cung điện chủ yếu trong thành Trường An, gồm có Đại Minh Cung, Thái Cực Cung và Hưng Khánh Cung. Cung điện này cũng được gọi là Đông Nội, là quần thể cung điện hoàng gia nằm ở phía đông bắc của thành Trường An. Đại Minh Cung trở thành trung tâm chính trị quốc gia trong suốt 234 năm và trong suốt hơn 200 năm kể từ thời Đường Cao Tông. 17 vị hoàng đế Đường Triều trong giai đoạn từ Đường Cao Tông cho đến Võ Tắc Thiên đều xử lý chuyện triều chính tại Hoàng Cung này, khiến nơi này trở thành trung tâm cai trị quốc gia. Đại Minh Cung được khởi công xây dựng vào năm 634 dưới thời Hoàng đế Đường Thái Tông. Ban đầu nơi này là một vườn thượng uyển. Sau khi Đường Cao Tông kế vị, ông cho rằng Thái Cực Cung, tức là nơi ở của Hoàng đế, quá ẩm ướt nên đã cho tiến hành một đợt mở rộng Đại Minh Cung trên quy mô lớn, đổi tên thành Bồng Lai Cung và chuyển vào nơi này. Năm 670, cung điện này được đổi tên một lần nữa thành Hàm Nguyên Cung trước khi lấy lại tên cũ là Đại Minh Cung. Hoàng cung này là quần thể kiến trúc cung điện có diện tích 3,11 km2. Cả khu cung điện này được chia làm hai bộ phận, tiền triều và nội đình. Tiền triều được sử dụng chủ yếu cho các buổi triều hội,
nội đình chủ yếu phục vụ cho nhu cầu cư trú và thưởng lãm. Cửa chính của Đại Minh Cung là cổng Đan Phượng kết nối với trục chính rộng 176m. Phía bắc của Đại Minh Cung là khu hoa viên, bố cục kiến trúc nhìn chung là khá thưa thớt, hình thức thì lại rất là đa dạng. Đường trục chính của Đại Minh Cung phân bố 3 cung điện lớn, đó là Hàm Nguyên Điện, Tuyên Chính Điện, Tử Thần Điện, hợp thành cái gọi là Tam Điện. Bên cạnh Hồ Thái Dịch thì có một kiến trúc gọi là Lân Đức Điện, là nơi tổ chức quốc yến, tức là bữa tiệc mang tầm cỡ lớn của triều đại nhà Đường. Lân Đức Điện có diện tích hơn 10.000m², tương đương với 6 Thái Hòa Điện của Tử Cấm Thành cộng lại. Theo sử sách ghi chép, Đường Đại Tông đã mời hơn 3.500 tham mưu cùng tướng sĩ đến đây tổ chức yến tiệc, thế mà cũng chưa thể lấp đầy chỗ trống. Tam Đại Điện của Đại Minh Cung nối liền nhau trên trục chính, phân bố theo kết cấu trước đường sau phòng. Kết cấu theo kiểu kiến trúc này cũng được các triều đại tiếp theo như là Tống, Nguyên, Minh học tập để xây dựng Hoàng Cung. Đơn cử chính là Tử Cấm Thành, ba điện chính gồm có Điện Thái Hòa, Điện Trung Hòa và Điện Bảo Hòa nằm trên một đường thẳng trung tâm nối liền nhau. Chỉ tiếc là Đại Minh Cung hào hoa lộng lẫy này cũng đã 3 lần chìm trong biển lửa vào giai đoạn cuối triều nhà Đường. Cuối cùng thì chỉ còn lại tro tàn. Cụ thể, đến thời Đường Hy Tông, Đại Minh Cung liên tục gặp hỏa hoạn. Đến năm 896 thì Chu Ôn, người sau này ép vị vua nhà Đường cuối cùng nhượng ngôi cho mình, đã ra lệnh thiêu hủy cung điện. Và truyền kỳ về cung điện này cứ như thế biến mất. Hiện nay, Tây An, Thiểm Tây Trung Quốc vẫn còn di tích Đại Minh Cung. Năm 1961 thì Quốc vụ viện Trung Quốc đã đưa di tích Đại Minh Cung vào danh sách văn vật được bảo hộ trọng điểm toàn quốc. Năm 2010, Công viên Quốc gia Di chỉ Đại Minh Cung đã được thành lập để trưng bày cũng như bảo hộ di tích. Và đến năm 2014, Đại Minh Cung là một phần của Di sản Thế giới Con đường Tơ Lụa được UNESCO công nhận.